Án gian được làm từ chất liệu gỗ hương đá, một loại gỗ quý, vân gỗ tự nhiên thì đẹp và chất liệu gỗ là cứng, sang trọng. Tôn kính để làm những cái đồ thờ cực kỳ phù hợp với những gia đình nhỏ, có những cái không gian nhỏ để làm phòng thờ sang trọng, thì các bác có thể tham khảo những mẫu án gian được làm từ chất liệu gỗ hương đá như trên màn hình các bác đang xem. Đây là vân gỗ tự nhiên 100% là vân gỗ tự nhiên này. Sửa nhà em mới bàn giao cho gia đình chú Khánh ở thành phố Lào Cai. Đó. Có bộ nội thất phòng ngủ, phòng khách, phòng thờ, phòng bếp. Trên màn hình các bác đang xem đây là một chiếc án gian, hàng đặt theo yêu cầu, kích thước yêu cầu của chú Khánh. Đấy. Mẫu là triện, như ý triện, sen, sen cỏ. Và toàn bộ sản phẩm này được làm với chất liệu gỗ hương đá. Đây, 100% là gỗ hương đá. Các bác lưu ý. Chọn gỗ, chọn vân rất là đẹp đây. Đặc biệt là yêu cầu của chú Khánh là phải tìm ra một tấm ván là như là mây, mây ẩn, dòng ẩn chân mây. Đấy, nhìn rất là đẹp luôn, tấm ván này cực kỳ đẳng cấp và hiếm có, khó tìm. Đó. Và ngoài ra chú Khánh cũng yêu cầu là xưởng là làm cả cái ngăn kéo, ngăn kéo này. Đây, các bác thấy cái hàng tiêu dùng nó khác với hàng chợ rồi, riêng cái ngăn kéo này xưởng em không hề ghép này, không ghép ván và là dây treo rất là cẩn thận để hương lên rất là tiện lợi khi sử dụng. Hai bên hai chiếc ngăn kéo cực kỳ sang trọng với một cái mẫu án gian nhỏ nhỏ này, rất phù hợp với những phòng thờ bé như là chung cư hoặc là cái không gian phòng thờ nó bé thì các bạn có thể tham khảo. Và em cũng xin chia sẻ kích thước luôn, kích thước của chiếc án gian thờ này, chất liệu gỗ hương đá, chân là chân 10, chân là chân 10, kích thước là dài là 1m57, sâu là 87, cao là 1m27. Các bác nào quan tâm có thể tham khảo cái mẫu bán ra này, nhỏ nhỏ xinh xinh. Rất là đẹp. Ngoài bộ án ra này ra thì xưởng em có bàn giao cho gia đình chú Khánh một bộ bàn ghế phòng ăn. Đây, trên màn hình các bác đang xem đây là bộ bàn ghế phòng ăn có 8 ghế hoa hồng hai mặt. Hiện tại là đang trong quá trình mà vận chuyển nên là xưởng chưa bóc ra. À, sản phẩm này thì xưởng em có quay video chi tiết tại xưởng trước khi bàn giao. Nếu quý vị và các bạn quan tâm đến bộ bàn ghế phòng ăn 8 ghế một bàn hình chữ nhật được làm từ chất liệu gỗ hương đá thì có thể xem kỹ trong phần cuối video, có phần đường link là xưởng em đã quay chi tiết bộ bàn ghế ăn này tại xưởng trước khi bàn giao cho gia đình nhà chú Khánh. Bộ này là gồm 8 ghế một bàn này các bạn. Bàn thì là ván liền nguyên tấm vân rất là đẹp. Đây là để dưới cái khúc xạ, dưới ánh đèn và kính cái gì nó không rõ thì các bác có thể xem kỹ hơn trong cái phần video xưởng quay tại cơ sở trước khi bàn giao. Và phía bên kia là xưởng có bàn giao là bộ bàn ghế hoàng gia, bàn ghế phòng khách. Thì sau đây xưởng sẽ đi ra để nghiệm thu cùng chủ nhà. Đây là nội thất phòng khách đây. Ôm em cái chán tủ lên nữa anh. Cái này chân không, chân nữa thì không có sao. Chân thế thôi. Chân này chân kiểu kiểu kia chứ ta chân này mà đi vào là đá gãy chân. Chân này đúng chân, chân này tốt này là gãy chân. Không đẹp không biết kiểu. Không, tủ không đẹp, tủ thẳng. Cái này cho dịch vào đây thì đưa này đẹp rồi. Để gần quá nên là vướng cửa. Này. Tủ mới dám rồi mà sắp được cả ngồi. Đồ 1m75 thế. Chú nhìn mấy cái hai cái tủ nó tương đương nhau. Đây là phòng khách rất là rộng rồi. Để các bác tham khảo. Nội thất phòng khách siêu to.
Đấy, trên màn hình các bác đang xem đây là bộ bàn ghế Hoàng Gia K5V2 được làm từ chất liệu là gỗ hương đá nhé, 100% là gỗ hương đá tự nhiên. Hiện tại không gian quay đang hơi tối nên nó có thể nó không lép như quay ngoài trời. Còn chi tiết thì xưởng đã quay ở nhà trước khi bán giao. Nếu bác nào quan tâm cái bộ này thì có thể xem chi tiết trên website của xưởng đồ gỗ giá gốc.com. Trên đó xưởng em quay rất là chi tiết cận cảnh, các bác xem thực tế hơn. Đây, combo nội thất phòng khách nhà chú Khánh này rất đẹp và sang.